Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 15 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên vực. Truyện được phát vào 11 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Để không bỏ lỡ khi kênh ra video mới, các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, Mời các bạn cùng theo dõi tập 15 của bộ truyện này. Ba người Trương Kế Hồng đi xuống lầu, còn Phương Minh trở lại bên bàn. Nơi đó vẫn còn mấy sợi tóc màu đỏ. Phương Minh à, lúc trước có phải là còn có chuyện gì mà cậu chưa nói ra tôi nhớ đoạn khi triệu tinh không muốn hiện thân cậu đã nói cái gì mà giúp cho cậu bé một chút câu này là cái ý gì khi không còn người ngoài ở đây nữa hàng kiều kiều mới nói ra vấn đề vẫn quấy nhiễu trong lòng cô tôi không biết triệu tinh bị bệnh gì nhưng tôi rất rõ bệnh của cậu bé đã tới mức da thịt khắp toàn thân đã hư thối Phương Minh nhìn Hàng Kiều Kiều, hắn không ngờ Hàng Kiều Kiều lại chú ý đến câu này. Thật ra lúc đó tôi đã đoán sai. Tuy Triệu Tinh cũng được đưa vào bệnh viện, nhưng cậu bé hẳn là một đứa bé mồ côi. Cho nên sau khi cậu bé chết, thân thể hư thối không hề được rửa sạch, mà cứ như vậy chôn luôn. Quỷ cũng giống như người, rất chú trọng cách ăn mặc. Rất nhiều quỷ hồn đều giữ nguyên hình dạng của bản thân trước khi chết đây cũng là lý do vì sao nhà hỏa táng lại có dịch vụ trang điểm xác chết phương minh giải thích dịch vụ trang điểm xác chết này đã có từ rất lâu đời nội dung công việc chính là trang điểm cho người chết nhưng nghề này có quá nhiều yêu cầu đòi hỏi cho nên thời xưa còn có một nhóm người chuyên môn phụ trách việc này hơn nữa còn theo hình thức gia tộc truyền nhau sư phụ hắn cũng đã từng nói có một vài người thợ trang điểm lành nghề thật sự không kém đạo sĩ một chút nào. Nhất là hiểu biết của bọn họ đối với quỷ hồn hơn xa những người khác. Huyền học bác đại tinh thâm, có thể diễn hóa ra vô số chi. Mỗi chi đều có bản lĩnh riêng của mình. Ví dụ như đạo sĩ ở Mao Sơn thì am hiểu thuật bắt quỷ. Đạo sĩ ở Lao Sơn thì am hiểu thuật phù chú. Bên bờ sông Tương Tây thì có mấy gia tộc lớn truyền thừa thuật cản thi. Còn bên bờ sông Hoàng Hà thì là tìm kiếm thi nhân phương bắc có các đệ tử tinh thông pháp thuật câu thông ma quỷ nam cương thì là xua đuổi cổ thuật sư phụ cũng đã thừa nhận rằng nếu nói về xua đuổi cổ thuật thì ông không thể bằng thầy tế ở nam cương nói về điều khiển thì, ông càng không thể sánh được với những gia tộc có truyền thừa hơn ngàn năm ở tương tây trong hệ thống huyền học này không sợ chuyên chỉ sợ không tin mà đó chỉ là một số chi lớn của huyền học mà thôi ngoài ra còn có một số môn phái nhỏ mỗi một môn phái đa số đều có tuyệt học của riêng mình cũng giống như sư phụ hắn đã từng gặp điểm hương môn điểm hương môn tên như ý nghĩa chính là môn phái lấy thắp hương làm chủ mà đối với bọn họ mà nói chính là cách cầu thông tốt nhất thông qua tốc độ cháy của hương nhanh hay chậm quỹ tích di chuyển của hương khói mà đoán được rất nhiều chuyện đương nhiên những tin tức này Phương Minh cũng không nói với Hàng Kiều Kiều. Dù sao cô ấy không phải là người đồng đạo, cho dù có hiểu biết những thứ này cũng không có ích gì. Sau khi Triệu Tinh chết không được hóa trang, mà bởi vì thân thể cậu ấy đã bị hư thối, nên quỷ hồn cũng tản ra mùi thối. Chính là mùi mà lúc trước mọi người đã ngửi thấy. Nếu như cậu bé thật sự hiện thân, thì chắc chắn sẽ hiện ra hình dạng một cậu bé hoàn toàn toàn thân hư thối. Trên mặt của Hàng Kiều Kiều hiện ra bừng tỉnh đại ngộ. Cô đã hiểu ý của Phương Minh. Triệu tinh sợ hãi hình tượng của cậu bé sẽ hù dọa tới đan đan, cho nên mới không hiện thân. Chỉ là triệu tinh không nghĩ rằng sau khi cậu bé biến thành bộ dáng người giấy, vẫn bị đan đan ghét bỏ. Hàng Kiều Kiều sâu kín nói. Người và quỷ không bao giờ có thể có kết quả. Kỳ thật, để triệu tinh hết hy vọng cũng tốt. Chỉ là lựa chọn cuối của cậu bé thật sự có chút ngoài ý muốn. Sau khi trải qua một khoảng thời gian, ngữ khí của Phương Minh cũng bình tĩnh đi. Hắn đặt tay phải lên bàn, cầm mấy sợi tóc màu hồng. Sau đó đi tới sau tấm bình phong, lấy ra một hộp gỗ. Đặt những tia màu hồng này vào trong hộp rồi đặt hộp gỗ lên kệ tủ trước lưu hương. Sau khi làm xong những việc này, Phương Minh đốt ba cây hương, vái hộp gỗ ba vái, rồi cắm hương vào trong lưu hương. Phương Minh à, cậu đang làm gì? Hàng Kiều Kiều hiếu kỳ nhìn hành động của Phương Minh. Đây là một quỷ hồn khiến cho người ta nể phục. Tôi thắp nén hương để biểu đạt một chút kính ý. Uhm, tôi còn tưởng cậu chỉ nhận tiền thôi. Hàng Kiều Kiều nói nửa đùa nửa thật. Bởi vì những gì mà Phương Minh biểu lộ ra khiến cô cảm thấy như vậy. Cũng khiến đám người trương kế hồng cho rằng hắn là một cao nhân hám tiền. Phương Minh cười khổ. Đúng là hắn thiếu tiền thật. Nhưng nguyên nhân hôm nay và cả hôm khai trương nữa, hắn cố ý lộ ra bộ dáng này là vì hắn sợ bị dây dưa. Người là một loài sinh vật rất kỳ quái. Sau khi tư duy lúc trước của bọn họ bị phá hủy, thì thường nghi thần nghi quỷ. Đối với những chuyện nhỏ trong cuộc sống cũng thấy nghi ngờ. Nếu như hắn không có biểu hiện như vậy, sợ rằng những người này sẽ ngày ngày đi tìm hắn, hỏi xem ác mộng hôm nay họ gặp có phải do ma quỷ quấy rối hay không. Ngày mai ngày kia bị đau đầu gì đó, cũng tới tìm hắn xem có phải là bị dính những thứ dơ bẩn gì. Vậy thì chắc là hắn mệt chết. Đương nhiên, Phương Minh giữ lại mấy sợi tóc của Triệu Tinh không phải vì thắp nén hương biểu lộ kinh ý. Nếu có ngày tu vi của hắn tăng lên, cho dù không thể đạt đến cảnh giới đại vu, nhưng chỉ cần tới vô sư thất tinh hay là bát tinh, một lần hắn dân hương cũng có thể để cho triệu tinh giảm bớt hình phạt ở âm ty Được rồi, thời gian cũng không còn sớm. Lần này tôi tới đây là có chuyện muốn nói với cậu đó. Là việc gì? Phương Minh hiểu kỳ mấy ngày trước tôi tới kinh thành đã gặp người nhà kia của cậu ở đại học thủy mộc người nhà kia của tôi ban đầu phương minh còn chưa kịp phản ứng từ sau khi sư phụ mất chỉ còn có mình hắn bơ vơ lấy đâu ra người nhà kia chứ nhưng mà sau một giây nét mặt của phương minh biến đổi kinh ngạc hỏi cô nói là tử du <laughs> nhắc tới tử du cậu liền phản ứng lớn như vậy sao chẳng lẽ trừ tử du ra cậu còn có người khác. Giọng nói của Hàng Kiều Kiều có chút kỳ quái. Chính cô cũng không phát hiện ra đôi môi mình đang chu lên. Chắc hẳn là đang ghen rồi. Không có, không có. Phương Minh vội vàng lắc đầu, nhưng sau đó lại gãi gãi đầu. Biểu hiện này của hắn lập tức nhận được một ánh mắt khinh thường từ Hàng Kiều Kiều. Cô phát hiện biểu hiện này của Phương Minh bởi giống dáng vẻ của một thanh niên mới ra đời mà không phải là biểu hiện trầm ổn hàng ngày hắn vẫn trưng ra. Xem ra, tử du vẫn có ảnh hưởng rất lớn đối với cậu. Hàng Kiều Kiều biết những biểu hiện này của hắn đều là vì nghe tới dịp tử du. Cũng chỉ có dịp tử du mới có thể làm cho tâm tình của hắn dao động thôi. Làm gì có chứ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô cũng rất là kích động mà. Khó có lúc Phương Minh khẩu thị tâm phi giải thích một câu. Nè, Lúc cậu nai láo, có thể đừng nhây mắt như vậy có được không? Lúc cậu nhìn thấy tôi, không phải kích động, mà là sao động. Dù sao, chị đây vẫn là tiểu yêu tinh cầu mất hồn phát của cậu mà. Hàng Kiều Kiều liếc nhìn Phương Minh một cái rồi dẫu môi. Cậu đó, cũng đừng vội kích động nha. Trong lòng cậu có người ta, không có nghĩa là trong lòng người ta cũng có cậu. Dù sao, đối với cô ấy, cậu cũng chỉ là một đứa bé nông thôn nghèo khó mà cô ấy lại là, nữ thần của trường đại học. Rất nhiều chàng trai gia thế tốt đều theo đuổi cô ấy. Cậu cứ như vậy, chắc chắn cô ấy còn nhớ tới cậu sao? Nụ cười trên mặt của Phương Minh cứng đờ. Đúng như vậy. Cô bé sau khi quay trở về Thượng Hải, lớn lên rồi, liệu có còn nhớ rõ cậu bé trong thôn nghèo của năm xưa? Cậu có muốn biết phản ứng của cô ấy sau khi nghe thấy tên của cậu không? Hàng Kiều Kiều hất hất tóc chờ mong nhìn Phương Minh. Ý của cô chính là cầu xin chị đi, cầu xin đi rồi chị nói cho cậu hay. Không có hứng thú. Phương Minh đã quá rõ tính cách của Hàng Kiều Kiều. Nội tâm cô gái này thật sự là một tiểu yêu tinh. Hắn mà mắc mưu đi theo phương hướng của cô, còn không biết sẽ bị hố như thế nào đây. Nếu cậu không muốn biết, vậy thì thôi. Tôi còn có quay quay của tử du nè, còn định đưa nó cho cậu, nhưng mà cậu không có hứng thú, vậy thì thôi. Hàng Kiều Kiều vỗ vỗ tay. Vậy nha, tôi đi về đây. Nhìn thấy Hàng Kiều Kiều dứt khoát quay người đi về hướng cầu thang, Phương Minh hò khan hai tiếng. Sao? Cậu bị bệnh rồi ư? Thân thể cậu yếu thật đó, mùa hè mà cũng ho khan ừ, Người trẻ tuổi thời nay thật là, nếu như cậu đã yếu nhất như vậy, vì tính phúc trong tương lai của cô ấy Cậu không nên liên lạc với tử du mà làm gì Hàng Kiều Kiều quay đầu Nói với giọng trào phúng Nói đi Cô có điều kiện gì Phương Minh nói thẳng Rốt cuộc hắn cũng không nhịn được Mà nhào vào bẫy của tiểu yêu tinh này Sẵn khoái nha Hàng Kiều Kiều búng tay kêu một cái tách Những mày ném cho Phương Minh Một ánh mắt quyến rũ Cậu nói sớm như vậy Có phải là đã xong rồi không Hại tôi nói nhảm nhiều như vậy được rồi, tôi có thể cho cậu quay quay của tử du. Giờ mà ngày mai, cậu phải theo tôi tới một nơi. Mà có chuyện gì, cậu cũng phải nghe theo lời tôi nói. Đi đâu? Phương Minh nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy đây mới là mục đích chính mà ngày hôm nay hàng kiều kiều tới đây. Những lời nói lúc trước đều là vì giờ phút này. Chuyện này cậu không cần quan tâm, dù sao tôi cũng không bắt cậu phải giết người phóng hỏa mà. Thấy Phương Minh im lặng, Hàng Kiều Kiều giận dữ hừ một tiếng. Hừ, cậu không đáp ứng. Có tin tôi nói cho Tử Du biết chúng ta đã phát sinh quan hệ hay không? Khóe miệng của Phương Minh co giật. Hắn không ngờ Hàng Kiều Kiều có thể nói ra lời uy hiếp khủng bố tới mức này. Cậu đừng tưởng là tôi không dám nha. Tôi có quay quay của Tử Du. Lại còn có ảnh chụp khi cậu ở nhà tôi. Mấu chốt nhất là cậu còn chẳng có cơ hội để giải thích mặt khác giống tôi. Cô Thắng, là cô Thắng được chưa? Phương Minh cắt ngang lời nói của Hàng Kiều Kiều, bởi vì hắn biết chắc chắn mấy lời sau đó của Hàng Kiều Kiều, chủ yếu là tự tân bốc bản thân. Đồng ý là tốt, cậu nói số quay quay của cậu cho tôi đi, rồi tôi sẽ gửi số quay quay của tử du qua cho cậu. Tôi không có quay quay, cô chờ tôi một chút. Phương Minh lấy điện thoại ra, thật sự là hắn không có dùng quay quay vội vội vàng vàng tải phần mềm, sau đó nhanh chóng đăng ký tài khoản. Đưa mã hai chiều đây, để tôi quét cho. Hàng Kiều Kiều đặt lấy điện thoại của Phương Minh, quét mã hai chiều xong, thêm hắn vào trong danh sách bạn bè, nỉ non trong miệng. Như thế này có được tính tôi là người phụ nữ đầu tiên của cậu không? Dù chỉ là trên quay quay. Cô làm nhãn cái gì vậy? Phương Minh đứng bên cạnh không nghe rõ lời cô nói Ừ, không có gì. Ý của tôi là sao cậu có thể quê mùa như vậy. Đầu năm nay người trẻ tuổi không có quay quay, thật sự chỉ có mình cậu thôi, không biết cậu đã sống như thế nào. Sống như thế nào ư? Ừ. Phương Minh cười khổ, những năm này hắn cùng sư phụ đi khắp nơi dạo chơi, nhưng căn bản không dùng tới những thứ như quay quay này. Được rồi, tôi đã gửi quay quay của Tử Du cho cậu rồi, chính cậu tự thêm vào danh sách bạn bè đi tôi đi trước đây. Hàng Kiều Kiều sau khi đưa quay quay của Diệp Tử Du cho Phương Minh, thì quay người dứt khoát đi xuống lầu. À cô Hàng, cô về sao? Sắp tới giờ ăn cơm rồi, hay là ở lại ăn cơm rồi về? Dưới lầu vang lên giọng nói của Hoa Minh Minh, sau đó rất nhanh Hoa Minh Minh đã lên lầu. Phương Minh, cậu cùng cô Hàng làm sao chứ? Tại sao tôi cảm thấy sắc mặt cô ấy tràn ngập sắc khí, rất là đáng sợ nha. À, có lẽ cô ấy đã tới kỳ kinh nguyệt rồi. Phương Minh hơi hợt đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn số quay quay trên điện thoại, sau đó nhẹ nhàng nhấn mở. Đầu ngón tay xẹt qua tấm danh thiếp trên màn hình điện thoại. Trước mắt Phương Minh hiện ra một ngôi sao, là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời âm u. Nhìn thấy ngôi sao này, Phương Minh lại tươi cười. Hắn nhận ra đây là Khải Minh Tinh diệp tử du luôn hướng tới khải minh tinh suy nghĩ của hắn bay về năm ấy có một cô bé không ngừng quân lê hắn hiếu kỳ hỏi thăm khải minh tinh là gì gương mặt cô bé luôn tươi cười rực rỡ sau khi thêm cô vào danh sách bạn bè thì có một khung thoại hiện ra phương minh hơi do dự sau đó gõ hai chữ cố nhân trong phòng ngủ nữ sinh ở trường đại học thủy mộc Tử Du à, điện thoại của mình không hiểu là bị gì rồi. Cho mình mượn điện thoại của cậu cho một chút nha. Một lát nữa mình phải chiến đấu cùng đồng đội rồi. Tụi mình là chiến đội ADMC vô địch, tụi mình nhất định phải dẫn đầu. Diệp Tử Du nhìn cô bạn cùng phòng, người này thật sự là một kẻ nghiện game rất là nặng nha. Cả ngày chỉ cần học xong thì ôm điện thoại chơi game. Đừng có chơi hết pin của mình nha. Một lát nữa mình còn phải tra chút tư liệu đó. Diệp Tử Du đưa điện thoại cho cô bạn, rồi cầm chậu nước đi vào nhà vệ sinh. "Tôi biết rồi, Tử Du tốt với tôi nhất nha, mình yêu cậu." Cô bạn này cầm điện thoại của Diệp Tử Du, rồi nhanh chóng tải trò chơi xuống, sau đó mở ra, bắt đầu tiến hành đánh đánh giết giết. Bởi vì tin nhắn hiện ra che mất màn hình, khiến cô bạn cùng phòng của Diệp Tử Du tức giận, nhưng nghĩ tới đây là điện thoại của Diệp Tử Du, nên cô vẫn mở tin nhắn ra mong muốn được thêm vào danh sách bạn bè. Cố nhân, <laughs> cắt. Vẫn là một tài khoản bằng chữ số ID. Có lẽ là một vị đàn anh khóa trên nào vô tình biết được quay quay của tử du đây mà. Đường diễm liếc mắt rồi trực tiếp bỏ qua, tiếp tục quay lại chơi trò chơi. Phương Minh cầm điện thoại, đợi mãi hơn 5 phút vẫn không thấy phản ứng. Hăng nhíu mày. Lúc này tử du đã không còn lên lớp nữa, dù sao cũng hơn 6 giờ rồi. Suy nghĩ một chút, Phương Minh lại tiếp tục nhấn vào một thêm bạn bè. Nhưng lần này, hắn nói rõ hơn. Cố nhân Khải Minh Tình Sau khi gửi xong, Phương Minh chờ mong cùng kích động. Nhưng mà lại trôi qua 10 phút, không có chút động tĩnh nào. Chẳng lẽ cô ấy đang bận chuyện gì sao? Phương Minh tự lẩm nhẩm, lại một lần nữa đè xuống nút thêm bạn bè, tin tức gửi đi, hắn viết. Anh đạo sĩ thôn diệu hà. Trời, sao tên này còn chưa có chịu thôi? Có tin tôi kéo anh ta vào danh sách đen hay không hả? Tự du của chúng tôi là nữ thần như thế nào? Trong lòng anh ta còn chưa hiểu rõ hay sao? Muốn thêm danh sách bạn bè, người ta không đồng ý rồi mà còn mặt dày gửi đi gửi lại. Đường Diễm phẫn nộ rồi, tại tên này gửi yêu cầu ba lần. Hai cô chết ba lần, ai sắp phát điên. Tử Du à, vừa rồi có một cái quay quay mới vừa được lập, muốn thêm cậu vào danh sách bạn bè. Tờ đoán hẳn là người bạn học nào, không có chút tự tin gì đi. Đường Diễm hiểu rất rõ mấy học sinh nam trong trường, mặc dù có thể vào học ở đại học thủy mộc đều là những người tài giỏi giàu có, nhưng những người này lại chẳng có chút tự tin nào khi đứng trước mặt của Tử Du. Mỗi khi muốn thổ lộ nhưng sợ bị cự tuyệt là làm ra một số hành động hết sức vi diệu. Có nam sinh mỗi ngày đều bỏ một thanh sô-cô-la vào ngăn bàn của tử du, mà mỗi lần bỏ đều kèm theo một lời nhắn. Nếu như em muốn gặp anh thì anh sẽ xuất hiện. Đương nhiên, người nam sinh này còn chưa đợi được lúc tử du muốn gặp anh ta, thì số sô-cô-la đó đã hết hạn trong một góc vắng vẻ sau lớp học rồi. Còn gọi cái gì? Anh đạo sĩ thôn Diệu Hà thật sự là buồn nôn chết người. Ai, năm sinh bây giờ thật là nhàm chán, tôi kéo anh ta vào danh sách đen đây. Trong phòng tắm, vì vẫn mở nước, nên Diệp Tử Du không nghe thấy rõ lời nói của đường diễm, chỉ nghe được chữ anh. Mình không có anh. Giọng của Diệp Tử Du truyền ra từ trong phòng tắm. Tôi nói rồi mà, à, dường như người này được hàng kiều kiều đề cử danh thiết. Tử Du, Người bạn này của cậu sao giống đại minh tinh Hàng Kiều Kiều? Ngay cả ảnh chân dung cũng giống như đúc. Không phải là fan cuồng của Hàng Kiều Kiều đó chứ. Trong phòng tắm, Diệp Tử Du nghe được lời nói của Hàng Kiều Kiều thì sững sờ. Cô không hiểu tại sao Hàng Kiều Kiều lại đề cử bạn bè cho cô. Cô với Hàng Kiều Kiều đâu có bạn chung nào... mặc khoan. Chờ chút, đừng dĩ mà. Khi nãy tin tức phát tới, cậu nói là gì? Là anh đạo sĩ tới từ thôn Diệu Hà. Trong phòng tắm vang lên tiếng đồ vật rơi, trong chớp mắt, hai người bạn cùng phòng của cô và Đường Diễm đều bị dọa tới mức sợ hãi trừng lớn mắt. Diệp Tử Du trực tiếp chạy ra khỏi nhà tắm, trên người cô còn có những giọt nước long lanh nhỏ xuống, đẹp không sao tả xiết. Diệp Tử Du vô cùng kích động, cũng không quan tâm mấy người bạn cùng phòng đang trợn mắt há mồm, trực tiếp giật lấy điện thoại từ trên tay của Đường Diễm. Sau khi nhìn thấy tin nhắn truyền đến từ quay quay, thì hai má đỏ bừng. Diệp tử du chớp chớp mắt mấy lần, giọt nước trên mi mắt tràn vào trong mắt. Đôi mắt xinh đẹp tự như lưu ly, nay lại càng sáng thêm mấy tia sáng lưu chuyển. Nhưng đúng lúc này, Diệp tử du mới nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của bạn cùng phòng. Mặt cô càng thêm đỏ rực, cầm lấy điện thoại chạy vào nhà tắm, nhanh như chú này nhỏ bị hoảng sợ. Ôi trời ơi, một tiếng hét kinh hãi vang lên trong phòng mình vừa nhìn thấy cái gì là là thân thể của nữ thần đó thân thể hoàng mỹ không tì vết của nữ thần được tất cả nam sinh trong trường học theo đuổi là hiện ra lộ lộ không chút che lấp trước mặt mình nha có phải mình sẽ thành kẻ thù của toàn bộ nam sinh trong trường hay không đường diễm nói năng lộn xộn mà biểu hiện của hai cô gái còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu mặc dù đã ở chung phòng với diệp tử du rất lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy bộ dáng không mặc quần áo của diệp tử du rất nhiều nữ sinh khi ở trong ký túc xá thì ăn mặc rất là mát mẻ thậm chí có người chỉ mặc quần lót thôi nhưng diệp tử du cho dù ở đâu cũng luôn ăn mặc rất là kín đáo ông trời ơi có để cho người ta sống nữa hay không vóc người quyến rũ như vậy cho dù những bộ phận ngày thường tớ vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo nay cũng bị lu mờ trước mặt cô nàng này Bình thường tử du ăn mặc quần áo khiến người ta không nhận ra. Nhưng mà không ngờ, dáng người cô ấy lại khiến cho người ta tuyệt vọng như vậy. Một bạn học khác không ngừng vỗ vỗ thành giường mà cảm thán Bộ dáng bị kích thích đến không thiết sống. Đừng có mà so, lấy dùng mạng và khí chất của tử du. Cho dù cô ấy có là sân bay, cũng không thiếu người theo đuổi. Về phần cậu đó hả? Coi như là lớn như bò sữa, cũng chỉ có thể hấp dẫn mấy nam sinh thiếu khuyết tình thương mà thôi. Nè, Trường sở à, tôi muốn giết cậu nha. Nè các cậu đừng có làm rộn nữa. Hiện tại không phải chúng ta nên thảo luận về thân phận anh chàng đạo sĩ ở thôn Diệu Hà trong quay quay kia sao. Đây là lần đầu tiên mình thấy tử du thất thố kích động như vậy đó. Anh đạo sĩ, anh đạo sĩ. Mới đầu là anh, sau đó sẽ trở thành người yêu. Có thể khiến cho tử du kích động như vậy, đáng chừng là người yêu của cô ấy cũng nên đó. Tử du mà cũng có người yêu, Ai tin này nếu mà truyền ra ngoài, không biết sẽ khiến bao nhiêu nam sinh trong lòng thương tâm tới chết đây. Mình cũng chẳng quan tâm tới phản ứng của mấy tên kia. Mà chỉ hiếu kỳ, không biết nam sinh như thế nào có thể bắt được trái tim của tử du nhà tụi mình. Mình vẫn cho rằng người ưu tú như cậu ấy khó mà tìm được một người xứng đôi. Một cô bạn khác đẩy đẩy gọng kính. Bằng vào kinh nghiệm nghiên cứu tâm lý nhiều năm, nữ sinh hoàng Mỹ giống như tử du hả? trưởng thành tới tuổi tác này rồi chắc là rất khó có nam sinh nào khiến cho cô ấy kích động như vậy chỉ có một khả năng là anh chàng đạo sĩ này đã quen với tử du lúc cô ấy còn nhỏ đó nữ thần như tử du chỉ có thể nhân lúc cô ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện mà gieo hạt giống tình ái vào trong lòng cô ấy nhưng mà chuyện lúc bé vẫn là chuyện lúc bé nếu như theo lời đường diễm thì hẳn là có hai người đó đã rất lâu rồi không gặp nhau nếu vậy Chúng ta phải giúp Tử Du kiểm định một chút. Nếu anh chàng đạo sĩ này mà không xứng với Tử Du thì chúng ta phải cố gắng khuyên nhủ Tử Du nha. Không thể không thừa nhận một điều, trí tuệ của những nữ sinh trong trường đại học Thủy Mộc rất là lợi hại. Chỉ ít nữ sinh mang mắt kính dịu dàng này đã có một mạch suy nghĩ rất là hoàn chỉnh. Đó là đương nhiên, đợi khi Tử Du đi ra, tụi mình phải hỏi cô ấy một chút tình huống mới được đó những tiếng nghị luận huyền náo của đám bạn chẳng hề lọt vào trong tay của diệp tử du giờ phút này toàn bộ tâm trí cô đều đặt hết vào điện thoại trước mặt lúc ngón tay ấn lên điện thoại còn run run chấp nhận yêu cầu kết bạn mà bên kia khi phương minh phát hiện điện thoại rung thì nhìn chăm chăm màn hình trong chớp mắt khi hắn nhìn thấy lời đồng ý của cô một người đã từng theo sư phụ vào nam ra bắc gặp không ít cảnh tượng hoành tráng cũng không có nhìn được mà hô hấp dồn dập. Tử Du Là anh Phương Minh sao? Cả hai nhắn cùng một lúc, sau khi nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại thì nhìn không được cong cong khóe môi. Hàng Kiều Kiều đưa cho anh quay quay của em. Nghe chị Kiều Kiều nói, anh đã tới Thượng Hải rồi. Hai tin nhắn là được gửi cùng một lúc. Phương Minh mỉm cười, mà Tử Du cũng chớp chớp mắt. Trong lúc nhất thời cả hai cùng im lặng. Có một loại tương tư không nói thành lời. Có một loại tình cảm mang tên Thành Mai Trúc Mã. Tôi dựa vào, Phương Minh cậu cười cái gì chứ? Sao có thể cười tới bị ổi như vậy? Hòa Minh Minh đi từ cầu thang tới, nhìn thấy Phương Minh nhìn điện thoại cười ngây ngô, cảm thấy không thể tin vào mắt mình. Anh ta xoa mạnh hai mắt, rồi nhìn chăm chăm Phương Minh. Nè, Bộ dáng này của cậu thật sự quá giống một tên ngu ngốc xa vào tình ái. Một mực ôm điện thoại cười ngây ngô. Bầu không khí tốt đẹp, cứ như vậy bị hoa minh minh cắt đứt. Giờ phút này Phương Minh thật sự có kích động muốn thi pháp, khiến cho tên hoa minh minh này câm ngay. Đương nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Cuối tuần này, em cũng dự định về Thượng Hải đó. Diệp Tử Du lại nhắn, Phương Minh cười cười trả lời lại ngay. Được, anh đã biết. Chỉ có bốn chữ ngắn ngủi, nhưng hắn tin Diệp Tử Du có thể hiểu ý. Này này, đừng có đứng đó mà cười ngây ngốc, mà mau đi ăn cơm, cha tôi bên kia đã chuẩn bị tiệc rượu xong rồi. Hòa Minh Minh tới là vì muốn nói Hòa Bắc Vinh đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi, mời Phương Minh với đại trụ qua đó ăn cơm. Phương Minh kết thúc cuộc trò chuyện với Diệp Tử Du, nhưng hắn cũng không đóng quay quay, mà mở danh sách bạn bè ra viết một câu. Năm tháng bình yên, vẫn như lần đầu gặp gỡ. Sau khi viết xong, Phương Minh cất điện thoại. Bởi vậy hắn không biết khi hắn vừa đăng lên thì hàng kiều kiều lại nhắn hai chữ hừ hừ. Tại Bệnh viện Hoa Hải, Thượng Hải, có một ông lão đi theo bên cạnh Lương Cảnh Thiên. Ông lão này mặc một bộ đồ bằng vải bố màu đen, mái tóc xoăn dài, trên gương mặt đầy nếp nhăn và đồi mồi. Còn trợ lý đi theo lương cảnh thiên, nhìn bóng lưng của ông lão, nhãn thần mang theo sợ hãi. Bởi vì chỉ có hắn ta mới biết, ông lão này đáng sợ ra sao. Lão già này được lương tổng tự mình ra sân bay nghênh tiếp. Lúc đó hắn còn hiếu kỳ, rốt cuộc là nhân vật lớn ra sao mới có thể bắt lương tổng tự mình nghênh tiếp lần đầu tiên thấy lão già này tại phi trường, cả người hắn chính là phát lạnh rùng mình. Thấy lão già phản phất như thấy một sinh vật kinh khủng, nhất là đôi mắt kia. Bị đôi mắt của lão già nhìn giống như bị độc xà theo dõi, khiến cho người ta tê hết cả da đầu. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác khiến cho người thư ký này kinh sợ như vậy. Đó là buổi tối đầu tiên lão già này đến, lương tổng bắt hắn ta phụ trách an bài cho lão ta cái gọi là an bài, hắn đương nhiên hiểu rõ là có ý gì. Lập tức an bài hai cô người mẫu thường hạng cho lão già. Tùy lão già gian dấp xấu một chút, nhưng một khi đã có tiền thì có gì mà mua không được. Nhưng hắn ta không ngờ. Ngày thứ hai, sau khi lão già rời phòng, lúc hắn ta bước vào trong phòng chuẩn bị trả tiền, thì phát hiện hai cô người mẫu này. Một cô, trên người tràn đầy vết thương, trên da nổi lên từng nốt mẩn đỏ như bị độc trùng cắn. Còn cô kia, mặc dù là đỡ hơn, nhưng mà từ đầu tới đuôi không nói được một lời, giống như bị kinh sợ, chỉ nói ra những câu điên khùng. Bất đắc dĩ, thư ký chỉ có thể báo cáo cùng với lương tổng, mà lương tổng ngay xong hắn ta hội báo, cũng không có gì là giật mình, chỉ là kêu hắn bỏ ra ít tiền để dìm hàng chuyện này thôi. Hồ Đại Sư, con tôi còn đang ở bên trong. Lương Cảnh Thiên nhìn về lão già. Vị Hồ Đại Sư này, hắn ta gặp được cách đây 5 năm. Sau khi biết được bản lĩnh của Hồ Đại Sư, 5 năm qua, hắn vẫn luôn cùng đối phương giao hảo, cùng phụng rất là nhiều tiền tài và lễ vật. Còn như nữ nhân ư, có thể nói, hắn an bài không dưới 10 người cho Hồ Đại Sư. Đương nhiên, rốt cuộc, 10 người này đều được Cục Cảnh sát lưu hồ sơ, làm mất tích ly kỳ. Lúc này đây, để mời được hồ đại sư qua, hắn đã bỏ ra không ít tiền bạc. Tôi tới không phải là vì cứu con trai anh, mà là vì nữ nhân anh nhắc. Nữ nhân kia rất là được, lão phu phải lấy được nàng ta. Hồ đại sư xin an tâm, hàng kiều kiều tuyệt đối sẽ cho đại phu thu vào tay. Bất quá, bây giờ có thể phiền đại sư xem qua bệnh tình của con trai tôi một chút có được không? cửa phòng bệnh đẩy ra. Y tá bên trong sớm đã được chỉ thị rời đi trước. Toàn bộ phòng bệnh chỉ có Lương Hạo nằm nơi đó ngây ngốc cười. Hồ Xuân đi vào trong phòng bệnh. Mắt lão nhìn chăm chăm Lương Hạo một hồi. Sau một khắc, tay phải vung lên. Từ trong tay áo bay ra một ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng đỏ này rơi vào trên trán của Lương Hạo. Lương Cảnh Thiên và thư ký của hắn lúc này mới thấy rõ. Ánh sáng đỏ này vậy mà là một con côn trùng có cánh màu đỏ. Nó là một loại côn trùng quái dị, bởi vì con côn trùng này có một đôi cánh màu đỏ, ngoại hình có chút giống với chuồng chuồng. Nhưng đầu nếu so với chuồng chuồng thì lớn hơn vài lần. Mấu chốt chính là trên bốn cái dân đều có móc câu ám sát. Hồ Đại Sư không thể nào, đây là con trai tôi. Khuôn mặt của Lương Cảnh Thiên chảy đầy mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn ta đã biết đến sự đáng sợ của loài quái trùng này cũng chính vì vậy cho nên hắn mới có thể kính để Hồ Xuân. Sợ cái gì? Đây là ta đang xem bệnh cho con trai anh. Người khác còn không có cái phút này đâu. Hồ Xuân quét ánh mắt lạnh lùng nhìn Lương Cảnh Thiên. Nói thật, nếu không phải mấy năm nay Lương Cảnh Thiên đối với lão quả thật có cố gắng hiếu kính, thì lão cũng sẽ không phóng xuất côn trùng này. Đây chính là cổ trùng mà lão đã phải mất rất nhiều tâm huyết mới lấy ra được cổ trùng này chính là gốc rễ của lão. Hồ Xuân hai tay huy động, trong miệng nhảy giọng niệm chú, mà theo cử động của lão, bốn móc câu trên chân của quái trùng chậm rãi đâm vào trán của Lương Hạo. Sau một khắc, nụ cười ngớ ngẩn trên mặt Lương Hạo biến mất. Ai à ô, đầu tôi, đầu tôi quá là đau. Không đến vài giây, Lương Hạo đột nhiên la. Điều này làm cho Lương Cảnh Thiên trong chớp mắt cảm thấy lo lắng đang muốn mở miệng nhưng hồ xuân đã lên tiếng trước thấy chưa con trai của anh lúc trước si ngốc nhưng bây giờ đã biết nói chuyện rồi người bình thường đừng hòng khiến lão phu thì triển thánh trùng này nghe hồ xuân nói lương cảnh thiên vội vàng cười làm lành à, dạ vâng hồ đại sư nói rất là đúng chuyện này là vinh hạnh của tôi thu theo hai tay thu hồi của hồ xuân quái trùng liền bay trở về, biến mất trong tay áo của Hồ Xuân. Bệnh của con trai anh đã chữa xong. Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Bớt quá, anh đoán đúng rồi. Con trai anh không phải té thành dáng vẻ như vậy, mà là có người động tay động chân. Hồ Xuân nhìn về phía lương cảnh thiên. Người hạ thủ đối với con trai anh có thực lực rất là mạnh, hết sức phức tạp sợ rằng nhìn khắp trong giới của ta, thì người này cũng là người đứng đầu. Người như vậy, lão phù không muốn đối đầu đâu. Nghe Hồ Xuân nói xong, Lương Cảnh Thiên mặt không đổi sắc, chỉ là từ trong ngực bóc ra một phong bì đưa về Hồ Xuân. Hồ Đại Sư, Ngài cứu con trai tôi, đây là một chút tâm ý nhỏ nhỏ của tôi. Còn như người đã hại con tôi, dù cho thực lực có mạnh hơn tôi tin tưởng không phải là đối thủ của Hồ Đại Sư Ngài. Nếu như Ngài có thể ra tay giúp con tôi báo thù, đến lúc đó sẽ dâng lên gấp đôi tâm ý. Ngoài ra, còn có Đại Minh Tinh Hàng Kiều Kiều. Là một thương nhân, Lương Cảnh Thiên làm sao không biết đây là cách ra giá của Hồ Xuân, thổi phòng sự lợi hại của đối phương. Nhưng hắn ta hiểu rõ, người ra tay với con trai mình chỉ là một tên trẻ tuổi tên là Phương Minh. Một người trẻ tuổi thì lợi hại cỡ nào cơ chứ nhưng mà hắn vẫn không thể không phối hợp diễn xuất cùng với hồ xuân bởi vì hắn đúng là cần hồ xuân đến báo thù cho hắn ta sau lần trước an bài người của cục phòng cháy chữa cháy đi gây sự chưa thành công hắn ta biết nếu như hắn không tự đứng ra mà chỉ vận dụng quan hệ kêu người bên dưới đi thì không thể nào xử lý được tên tiểu tử kia chỉ là lấy thân phận của hắn làm sao có thể tự mình đứng ra đối phó cùng một tên thanh niên nhỏ bé. Hướng chi, hắn ta tuy là làm việc hung ác, nhưng rất nhiều chuyện không muốn tự mình ra tay. Như vậy sẽ không gây ra sơ hở, đây chính là đạo làm người của hắn. Lúc đầu, ta không muốn nhúng tay vào chuyện này. Nhưng người này có bản lĩnh thâm sâu như vậy là đi hạ thủ đối với người thường, coi như là phá bỏ nguyên tắc của chúng ta. Tiếp tục như vậy thế tục chẳng phải bị hắn làm cho lộn xộn hay sao? Lão Phu làm sao có thể tha cho một tên làm sằng làm bậy như vậy được? Hồ Xuân nhận phong thư, liếc nhìn chữ số trên tấm chi phiếu, sau đó nét mặt đại nghĩa đáp. Đúng như Lương Cảnh Thiên dự đoán, Hồ Xuân trên thực tế không xem phương minh ra gì. Bởi vì chỉ cần cổ trùng của lão thôi cũng dễ dàng phá được phong ấn hồn thuật của phương minh. Lão ta thấy tên gia hỏa được gọi là phương minh kia thực chất vẫn còn kém xa lão đêm nay ta chỉ sẽ đi gặp tên phương minh mà anh đề cập tới bất quá nữ nhân kia anh cũng phải mau chóng giao cho tôi Hội đại sư xin an tâm người mà tôi an bài đang hành động rồi đêm nay ngài giết chết phương minh thì cam đoan cô gái kia sẽ nằm sẵn trên giường chờ ngài lương cảnh thiên rốt cuộc vẫn là một thương nhân hắn ta hiểu được một ngựa đổi một ngựa. Hồ Xuân muốn có được hàng kiều kiều, như vậy nhất định sẽ làm cho xong chuyện trước. Tại Hoa Gia Đây là lần thứ hai Phương Minh tới Hoa Gia. Có điều lần trước là một mình hắn qua đây, còn lần này mang theo đại trụ. Ờ, hôm nay tôi xem báo, thấy có siêu mặt trăng xanh và nguyệt thực vào tối hôm nay, trên bàn cơm, Hoa Minh Minh nhìn điện thoại di động có chút kinh ngạc nói một câu. Ăn cơm mà sao nhiều lời như vậy? Đừng cả ngày ôm điện thoại di động không buồn. Hoa Bác Vinh tức giận mắng một câu. Ăn cơm với xem điện thoại thì có liên quan gì với nhau? Bớt quá người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Phương Minh bên cạnh sau khi nghe Hoa Minh Minh nói cũng buông chén đuổi xuống, nhìn Hoa Bác Vinh chào một tiếng, sau đó liền đi ra cửa bầu trời đầy sao ở phía chân trời xa xôi. Một vần trăng sáng bắt đầu nhô. Nguyệt thực toàn phần sao? Hơn nữa, đây đã là lần trăng tròn thứ hai trong tháng này rồi. Phương Minh nhìn về trăng sáng, trong ánh mắt cũng có tia sáng xuất hiện. Nếu như hắn đoán không sai, lần trăng máu tiếp theo chính là cơ duyên của hắn. Ông chủ hòa, tôi hiện nay còn có việc gấp, phải đi trước. Đi ngay sao? Chuyện có gấp không? Có cần Minh Minh đi với cậu không? Hoa Bác Vinh hơi kinh ngạc nhưng không nói gì thêm. Trên mặt Hoa Minh Minh bên cạnh càng là tràn đầy oán niệm. Phương Minh chưa ăn hết cơm, đã bỏ đi. Lão già một câu cũng không có nói. Nếu như đổi thành mình làm như vậy, tuyệt đối là bị ăn một cái bạc tai. Rốt cuộc thì ai mới là con trai ruột thịt của lão cha đây? Không cần đâu. Phương Minh lắc đầu hắn đã đem tất cả an bài xong trước nguyệt thực. Nếu như không phải vì chuyện cô đang đang, nên mọi việc mới bị trì hoãn, thì hắn hẳn là sớm nhận ra được. Bất quá, bây giờ mà nói không tính là muộn. Rời khỏi hoa gia, Phương Minh trực tiếp gọi một chiếc xe taxi chạy về biệt thự của mình. Sau khi vào biệt thự, hắn lại phát hiện Lão Hoàng đây là lần đầu tiên nằm im re trên sân cỏ. Hai mắt cứ như vậy nhìn lên trời tự hồ đang đợi điều gì. Cái tên gia hỏa này cũng đợi trăng máu xuất hiện sao? Phương Minh hơi kinh ngạc, bất quá hắn chỉ là thuận miệng nói. Khoảnh khắc tiếp theo chính là về phòng ngủ đem cái vải thuốc lớn dời đến trên ban công. Một cái vải nặng đến 300 cân. Ngay cả Phương Minh cũng mệt vã cả mồ hôi sau khi mất 10 phút di chuyển tới lui. Nhưng nhìn cái vải dưới bầu trời sao, trên mặt của hắn không có chút gì ra vẻ là đang mệt, có chăng chỉ là hưng phấn trăng máu đối với người thường mà nói chỉ là hiện tượng nguyệt thực toàn phần hiếm thấy nhưng đối với phương Minh điều này tượng trưng cho một thứ huyền cơ dùng lời nói của nhà thiên văn học mà biểu đạt nguyệt thực toàn phần chính là mặt trăng trái đất và mặt trời cùng nằm trên một đường thẳng lúc này mặt trăng nằm trong bóng của trái đất nhằm tranh nay ánh sáng của mặt trời Nhưng do khúc xạ của ánh sáng nên mặt trăng mang một màu đỏ như máu Ánh Trăng cũng không tính là một ngôi sao, bởi vì bản thân Ánh Trăng không có tinh huy lực. Đúng như khoa học gia nói, cái gọi là Ánh Trăng chỉ là tia khúc xạ chiếu sáng từ trái đất sau khi hấp thụ ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, Ánh Trăng còn có một tên gọi khác được truyền lại trong giới vô sư, chính là Tàn Huy Tinh. Ánh Trăng là dựa vào ánh nắng mà sản sinh ánh sáng, mà tinh huy lực của mặt trời rơi vào trên mặt trăng sẽ bị ánh trăng hấp thu dưới tình huống bình thường phương minh đừng nói là hấp thu tình huy lực của mặt trời cho dù là lúc cảm ứng cũng chỉ dám tránh ra xa thế nhưng lúc này đây nguyệt thực toàn phần lại cho hắn một cơ hội hiện tượng nguyệt thực toàn phần sẽ làm mất đi ánh nắng mặt trời nên sẽ không còn lực sát thương mấu chốt nhất chính là hiện tượng hiếm gặp mười mấy năm mới có một lần này trong một tháng xuất hiện hai lần trăng tròn lần này sức mạnh của ánh sáng được mặt trăng hấp thụ sẽ được giải phóng. Chỉ cần hắn cảm nhận được, liền có thể hấp thu. Sao văn khúc, cố nhiên, là một trong bắt đầu thất tình. Trong rất nhiều ngôi sao, nó cũng được xem là một ngôi sao cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng vẫn rất kém so với tinh huy lực của mặt trời. Mà lần này có thể hấp thu được ánh sáng của mặt trời thông qua mặt trăng mà không sợ bị tổn thương. Phương Minh không có lý do gì bỏ qua cơ hội như vậy. Hiện tượng trăm năm hiếm có này nếu như bỏ lỡ sẽ hối hận suốt đời. Nước nóng, dược liệu. Lúc này đây Phương Minh đem tất cả dược liệu cho vào trong vại. Chỉ là trong lòng hắn thoáng tiếc nuối. Sớm biết như vậy thì sẽ giữ lại cây nhân sâm trăm năm lần trước. Bất quá cũng là một chuyện đáng tiếc. Nếu như không có cây nhân sâm kia mà nói thì đan điền của hắn cũng sẽ không ngừng tụ ra viên tinh huy châu đầu tiên. Không có viên tinh huy châu mà nói, thì cho dù có được cơ may như hôm nay, hắn cũng không cách nào hấp thụ được ánh sáng của mặt trăng. Nhảy vào bên trong cái vại, ngâm mình trong làn nước thuốc nóng bỏng. Bất quá phương minh cũng quen rồi, đều nói lợn chết không sợ nước sôi. Hắn cũng đã quen với việc ngâm mình trong nước thuốc. Già đã sớm có khả năng tự bảo vệ, hướng chi trong người hắn còn có một viên tinh huy châu. Tinh huy châu lưu chuyển, cảm giác nóng hổi chầm rãi tiêu tan, thay vào đó là cảm giác mát lạnh xâm nhập vào trong người Phương Minh thông qua lỗ chân lông. Nhắm mắt đã tọa, một khắc đồng hồ sau, Phương Minh tiến nhập trạng thái tu luyện cảm ứng. Bầu trời đầy sao lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ có điều ngôi sao Thái Dương vẫn còn chói lọi. Mặt trời vĩnh viễn không biến mất. Ánh sáng của sao Văn Khúc bắt đầu chiếu xuống người Phương Minh. Bất quá lúc này, Phương Minh đang hấp thu một ít tinh huy lực của sao Văn Khúc. Ánh mắt của hắn bắt đầu truy tìm những ngôi sao, hắn muốn tìm ra Trăng Máu. Màu đỏ máu là màu mà người bình thường nhìn thấy, tuy nhiên, nó không phải là màu sắc thật của mặt trăng vào lúc này, ít nhất cũng không có màu đỏ máu trên bầu trời đầy sao mà Phương Minh đang nhìn mặt trăng hấp thụ tinh hoa của mặt trời cất giữ đợi đến ngày nguyệt thực toàn phần lại đài phóng ánh sáng tỏa ra ánh sáng vàng màu vàng mới là màu sắc thật sự của mặt trăng vào lúc nguyệt thực toàn phần thời gian cứ trôi qua từng giờ rồi cũng đến nửa đêm khám phá liên tục khám phá sâu vào bên trong phần mình nhanh chóng phát hiện ra hôm nay thần hồn của hắn có chút uể oải đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn hạ thấp cảnh giới của mình. Tình Huy Châu bên trong đan điền tuy là không ngừng cung cấp vui lực cho hắn, làm cho hắn có thể tìm kiếm giữa bầu trời sao mênh mông. Nhưng đây là một việc cực kỳ hao tổn tinh thần, đồng thời hao tổn vui lực. Nếu như không khó khăn như vậy, thì hắn cũng không phải đợi đến lúc lợi dụng mạch văn của viện y học để cảm ứng được sao văn khúc. Chẳng lẽ là vứt bỏ ư? Phương Minh không cam lòng cơ hội trăm năm khó gặp một lần mà cứ như vậy từ bỏ sẽ khiến cho hắn tiếc nuối cả đời. Tu luyện vốn là làm trái ý trời, nhất là vô sư thì càng phải tu luyện. Nếu như ngay cả cơ hội tốt như vậy mà cũng không nắm được, ta đây nào còn có tư cách gì tu luyện vô sư chi đạo chứ? Trong đầu của Phương Minh xuất hiện một đoạn ngắn của vô sư truyền thừa. Những vô sư trong truyền thuyết có ai là không luyện tập trong khó khăn, trong tuyệt vọng đâu. Lũ lục vô tình, bệnh tật hoành hành, loài người thì mông muội Chính những vô sư đã dùng máu của mình để mở ra một con đường sáng cho loài người. Ta cũng không tin, ta không cảm ứng được ánh sáng của mặt trăng này. Phương Minh cắn răng, viên tình huy châu duy nhất trong người điên cuồng vận chuyển. Giờ khắc này tinh huy lực của sao văn khúc không chỉ đi vào cơ thể hắn mà chỉ tiêu tán trong chớp mắt. Giữa bầu trời sao, sao văn khúc hơi sáng thêm vài phần, từ hồ là cảm nhận được phương minh không cam lòng. Toàn bộ sao văn khúc trong nháy mắt đột nhiên bộc phát ra một ánh sáng cực kỳ chói loạn. Ồ, chuyện gì xảy ra? Tì sáng này... Ôi trời ơi, tôi vừa nhìn thấy gì đây? Tại sao lại có một ngôi sao so với mặt trăng máu còn sáng hơn? Hôm nay, hiện tượng thiên văn đặc biệt này xuất hiện. Rất nhiều người yêu thích thiên văn đều mang kính viễn vọng để quan sát hiện tượng trong máu và bầu trời. Cho nên, khi tia sáng chói lòa đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều bất ngờ. Đó là thiên quyền tinh của thất tinh bắt đầu sao? Có một chuyên gia thiên văn cũng nhìn thấy, thành âm mang theo nghi hoặc, bởi vì anh ta không hiểu rõ tại sao sao văn khúc đột nhiên phát sáng chói lòa như vậy. Tuy chỉ là trong chớp mắt, có đề tài để làm báo cáo vào ngày mai rồi. Ngoài trừ trăng máu, còn có thể làm báo cáo về ngôi sao đột nhiên sáng lên. Đêm đề một đều đã nghĩ xong, à, thật là sốc nha. Sương mặt trăng xanh không phải là nhân vật chính, mà là ngôi sao sáng rực rỡ của đêm nay. Đúng như vậy, chính là ngôi sao sáng rực rỡ đêm nay. Khi sao văn khúc rực rỡ trong phút chốc, đối với phương Minh mà nói, cả một bầu trời sao không còn mênh mông xa xôi. Nhờ ánh sáng chớp nhoáng này mà hắn nhìn rõ được hình dáng cụ thể của các ngôi sao trên bầu trời. Sao văn khúc chiếu sáng cả bầu trời rộng lớn mà hắn cảm ứng được. Ở chỗ này, mà cũng nhờ ánh sáng chấp nhoáng này, Phương Minh rốt cuộc cũng phát hiện ra tung tích của mặt trăng. Ở hướng Tây Bắc, đối diện với mặt trời ở nơi xa. Ánh mắt nhìn chăm chú, Phương Minh vẫn vàng khóa được ánh trăng. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được ánh trăng sáng như vậy. Trước kia, tuy là trăng sáng tỏ, nhưng bởi vì ánh sáng của mặt trăng được phản chiếu từ ánh sáng của mặt trời, cho nên hắn không dám nhìn nhiều. Còn bây giờ ư, mặt trời vẫn rực rỡ như trước, nhưng ánh trăng cũng tản ra ánh sáng màu da cam nhu hòa. Loại ánh sáng này đối với thần hồn của Phương Minh sẽ không tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Dẫn ánh sáng, nhập thể Phương Minh khẽ nói, hai tay thủ thế tiếp tục thay đổi. Trong mắt hắn ánh sáng màu da cam của mặt trăng bắt đầu mờ đi, cực kỳ yếu ớt. Nhưng ngay lúc ánh sáng màu da cam cực kỳ yếu, khi bị Phương Minh cảm ứng được, toàn bộ cơ thể vẫn là trở nên rung lên. Viên tinh huy châu trong đan điền dường như muốn nổ tung trong người. Không thể nào tiếp tục chịu đựng được ư. Phương Minh hoảng hốt, vẹn vẹn chỉ là một luồng tinh huy lực của mặt trăng. Mặc dù nói bản chất bên ngoài vẫn là tinh huy lực của mặt trời, nhưng sau khi hoán đổi sang ánh sáng của mặt trăng, nhờ hiện tượng thiên văn đặc biệt này thì hắn cũng không cách nào hấp thu được. Đến giờ phút này, Phượng Minh mới biết, tinh huy lực của mặt trời có uy lực kinh khủng ra sao. Bất quá Phượng Minh không phải là người ngồi chờ chết, hai tay thay đổi pháp quyết, tinh huy lực của sao văn khúc chảy vào liên tục không ngừng, củng cố viên tinh dâu, đấu tranh một trận với tinh huy lực màu da cam. Sao văn khúc, mặc dù không chói mắt như mặt trời, nhưng vào giờ khắc này phương minh cũng cảm nhận được chiên ý đến từ chính sao văn khúc sao văn khúc mặc dù yếu nhưng là nguyện cùng nhật nguyệt tranh nhau tỏa sáng tại học viện y học thời điểm này màn đêm yên tĩnh các sinh viên của trường đã trở về ký túc xá một số người đang xem nhật thực trên ban công trong khi những người khác thì cầm điện thoại di động chơi game một số người thì lặng lẽ đọc sách Tuy nhiên, ngay lúc này, tất cả học sinh trong trường y đều cảm nhận một cơn gió mạnh thổi qua, và gió thổi bay lá hoa. Nhưng cơn gió này thổi qua người không làm đau đớn, mà chỉ thấy mát mẻ, khoan khoái. Trời sắp mưa rồi sao? Tất cả các sinh viên đều có suy nghĩ này. Tại bài cỏ của Học viện Y học, tác phẩm điều khắc vô danh gần đây đã được các sinh viên thảo luận ngay lúc này khuôn mặt của tác phẩm điều khắc vô nhanh bắt đầu dần dần trở nên tinh tế mặc dù toàn bộ khuôn mặt không hề xuất hiện ngũ quan dần dần trở thành khối ba chiều trận gió thổi vào tác phẩm điều khắc toàn bộ học viện y học không nhìn thấy tất cả các tòa nhà lớn của trường học đều tỏa ra ánh sáng xanh dương và những tia sáng này tập trung trên người của tác phẩm điều khắc đây là phản khúc của sao văn khúc sao văn khúc đại diện cho văn đạo thiên hạ là truyền nghiệp thụ hoặc giáo hóa vạn dân phương minh không phải là một nhà hiền triết văn dương vì vậy hắn không thể đạt đến mức độ thiên liêng của bản văn và càng không thể nào huy động được mạch văn của cả thế giới nhưng viện y học này tại thời điểm này tác phẩm điêu khắc của hắn toàn bộ mạch văn của trường y học tập hợp lại vào tác phẩm điêu khắc này dẫn động sức mạnh của sao văn khúc trong vài nước chứa thuốc phương minh cơ thể đang vô cùng đau đớn đột nhiên cảm thấy ngọc tinh huy điên cuồng vận chuyển cùng lúc này một sức mạnh khổng lồ không thuộc sao văn khúc xuất hiện trong người hắn sức mạnh theo ngọc tinh huy di chuyển trong cơ thể hắn ngay lập tức ổn định và từ từ lớn mạnh đây là mạch văn của học viện y học sao do dự một lúc phương minh liền nghĩ đến sự xuất hiện đột ngột của sức mạnh đến từ đâu đối với hắn mạch văn khí của học viện y học lúc này giống như than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ngôi sao mặt trăng màu cam phát ra ánh sáng mạnh mẽ từ ngọc tinh huy bắt đầu chậm rãi ổn định cơn đau của phương minh dần dần biến mất thành công rồi khuôn mặt của phương minh vô cùng hạnh phúc sức mạnh tinh huy của mặt trăng rốt cuộc đã được đưa vào trong người và bước tiếp theo là từ từ hấp thu sức mạnh này. Vứt bỏ tất cả, Phương Minh lâm vào cảnh giới lưỡng vong. Hắn chỉ cảm thấy hai khỏa tinh thần, khúc sao mặt trăng mà trong cơ thể của hắn. Tinh Huy sao văn khúc không ngừng theo hướng Ngọc Tinh Huy mà di chuyển. Mà Ngọc Tinh Huy còn lại là liên tục di chuyển hóa thành sức mạnh hấp thụ từ lục tinh huy của mặt trăng màu da cam tại đan điền sức mạnh tinh huy màu da cam cũng dần chảy vào dần dần ngưng tụ một chỗ rất nhanh nhưng có thể thấy đều giống như hình thức ngưng tụ ngọc tinh huy ban đầu ở một nơi khác trong một khách sạn lương cảnh thiên nhìn thấy hồ xuân vẫn vui vẻ uống rượu ngắm nhìn người đẹp sắc mặt có chút phiền não rốt cuộc không kìm được bất mãn mở miệng nói hồ đại sư ông xem đã muộn lắm rồi hay là chúng ta ông lương ông vội cái gì ông cho rằng tôi cố ý kéo dài thời gian sau tôi nói cho ông biết ai đang dùng thuật pháp gì thì mặc kệ bây giờ đang có nguyệt thực cách quái gì anh muốn tôi ra ngoài để chết hay sao hồ xuân hừ lạnh một tiếng lời ông ta vừa nói khiến cho lương cảnh thiên xấu hổ hắn vốn dĩ không hiểu mấy thứ này cho nên chỉ có thể đứng bên cạnh cười trừ tất nhiên chính vì lương cảnh xuân không có hiểu cho nên cũng không biết hồ xuân chỉ là loạn ngôn nhật nguyệt thực toàn phần này đối với việc tu luyện của con người mặc dù có ảnh hưởng nhưng không nhiều chỉ đối với hồ xuân là gây thương tổn lớn nhưng nếu như ông ta bị ánh sáng mặt trăng chiếu vào nhất định sẽ mất mạng yên tâm đi đợi khi huyết nguyệt qua rồi Tôi sẽ tự tay thu phục tên tiểu tử kia." Hồ Xuân chẳng hề nhìn Lương Cảnh Thiên, liếc mắt một cái, đối với sự thúc giục của Lương Cảnh Thiên, hắn không hề quan tâm, chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử, có thể còn có bổn sự gì. Phong hồn thuật này quả thật là có chút kỳ diệu, nhưng bản nhân thực lực không cao, căn bản không cần để vào trong lòng. "Đại sư à, em nghe họ nói rằng ngày hôm nay là nguyệt thực toàn phần siêu cấp ánh trăng, là một hiện tượng hiếm hoi 100 năm một lần. Đại sư sẽ làm gì cho em đây? Phụ trách bồi rượu là một cô gái mà thư ký của Lương Cảnh Thiên tìm được. Thấy bầu không khí có chút không ổn, ngay lập tức hờn dỗi hỏi. Đồng thời, một bàn tay nhỏ bé đặt lên trên ngực của Hồ Xuân. Tiểu yêu tình, hôm nay tha cho em. Hôm nay anh còn tiệc lớn chờ ăn xong tiệc lớn kia thì đến lượt em hồ xuân cười khanh khách cùng với cô nàng ta cào cống một phen sau đó liếc nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ lúc này đêm đã khuya cũng may khách sạn này là tài sản của lương cảnh thiên nếu không nhân viên đã đến đuổi khách rồi được rồi thời gian không còn nhiều nói cho tôi biết chỗ ở của tên tiểu tử, tử kia còn người của anh làm việc như thế nào rồi và dạ đang tiến hành không phải có vấn đề gì chẳng bao lâu sẽ thành công thôi vậy thì tốt đừng đợi cho tới lúc tôi giải quyết tên tiểu tử kia lại không có người đến cho tôi anh biết hậu quả như thế nào rồi đó hồ đại sư xin an tâm nhất định là không có sai sót hồ xuân rốt cuộc cũng đứng lên lương cảnh thiên đưa mắt nhìn cô trợ lý cô ta liền đứng lên đưa hồ xuân ra ngoài đợi khi hồ xuân đã rời đi bằng xe hơi lương cảnh thiên khuôn mặt tức giận đấm mạnh xuống mặt bàn cái quái gì chứ cứ tự cho mình là đại gia đúng như vậy lương cảnh thiên trong lòng vô cùng tức giận đường đường là chủ tịch tập đoàn lương thị hà cớ là bị người ta sai khiến nói đến là đến nói đi là đi lương tổng à anh anh không sao chứ người phụ nữ đi cùng hồ xuân khi nãy vẫn còn ở đây thấy hành động của lương cảnh thiên liền có chút hoảng hốt lương cảnh thiên liếc mắt nhìn người này nở nụ cười gian xảo lên tiếng cởi đồ ra dạ cởi cởi đồ sao màu cởi quần áo ra đi ở đây ư còn bắt tôi nói lại sao lương cảnh thiên bây giờ cần được giải tỏa mà người phụ nữ kia thấy lương cảnh thiên nói như vậy cũng không có chút kinh hãi hơn nữa ánh mắt còn sáng lên dù sao nếu bán thân ngủ với hắn ít ra hắn cũng đẹp trai sạch sẽ hơn tên hồ xuân hồi thối kia hơn nữa nếu nhân cơ hội này có thể xu nịnh được lương tổng thì cả đời này không cần lo ăn mặc ngay lúc này trên chiếc ghế một cảnh xuân diễn ra nguyệt thực toàn phần rốt cuộc cũng kết thúc khi mặt trăng máu từ từ biến thành một mặt trăng tàn. Cuối cùng là biến thành một mặt trăng màu bạc. Ánh sáng sao rơi trên bầu trời đầy sao tiêu tan. Nhưng bề mặt cơ thể của Phương Minh vẫn được bao trùm bởi hai nửa màu xanh lá cây và màu vàng. Trong đan điền của Phương Minh, các hạt màu xanh ban đầu đã được nhân đôi từ một bản gốc thành hai. Hơn nữa, thể tích cũng lớn hơn một chút so với bản gốc một phần ba. Hai tinh huy màu xanh lam của các ngôi sao đang lưu chuyển, giống như thái cực âm dương, đã trở thành một vòng lập vô hạn. Ngoài hai tinh huy màu xanh, ở đây xuất hiện một loại chất lỏng màu vàng. Hình dạng chất lỏng màu vàng và hạt màu xanh giống nhau, chỉ khác là nó không cố định, mà liên tục di chuyển giống như một viên kẹo dẻo. Có thể luyện hóa ra được hai tinh huy của sao văn khúc ư? Mở to mắt khuôn mặt của Phương Minh có chút kinh hãi lẫn vui mừng. Nếu dựa vào tốc độ tu luyện bình thường, để có thể luyện hóa hai tinh huy của sao văn khúc, cũng cần ít nhất thời gian 3 năm. Hơn nữa còn phải liên tục ngâm mình trong nước thuốc liên tục, nếu không tốc độ sẽ bị chậm đi. Không ngờ lần này, nhờ sự kích thích lực tinh huy của mặt trăng, khiến cho toàn bộ mạch văn khí của viện y học nhập thể tương trợ. Hơn nữa còn có tinh huy của sao văn khúc cho nên có thể luyện hóa được hai tinh huy của sao Văn Khúc. Xem ra lúc này là thích hợp nhất. Phương Minh vui mừng khôn xiết, kết quả tu luyện lần này phải mất thời gian gần 5 năm mới đạt được, và quan trọng hơn là hắn có thể luyện hóa được một thứ vô cùng quý giá, đó chính là chất lỏng tinh huy màu vàng. Đây là sức mạnh tinh huy của mặt trăng, trên thực tế đó là tương đương với sức mạnh của mặt trời bình thường cho dù hắn có tu luyện đến vô sư cửu tinh cũng khó mà luyện hóa được bởi vì rất khó đây đúng là cơ hội hiếm có trăm năm sức mạnh tinh huy của mặt trời và sức mạnh tinh huy của sao văn khúc không giống nhau mặt trời đại diện cho sức mạnh mặt trời sức mạnh này là khắc tinh của tất cả mọi thứ âm tà hơn nữa nếu chỉ với sức mạnh hiện nay nếu gặp phải quỷ quái cường đại phương minh căn bản không phải là đối thủ nhưng với sức mạnh tinh huy mặt trời này, tất cả bọn quỷ quái không là vấn đề gì. Lấy một ví dụ đơn giản của sức mạnh mặt trời, giống như một thanh gươm. Phương Minh là người ban đầu không có vũ khí, hai bên chỉ đánh tay không. Nhưng bây giờ Phương Minh có thêm vũ khí, nhất định mạnh hơn đối phương bội phần. Đáng tiếc, nếu có thể ngưng tụ được Ngọc Tinh Huy thì càng hoàn mỹ hơn. Phương Minh một tiếng dài tiếc nuối, sau đó lắc đầu tự rằng có lẽ mình đã quá tham lam chỉ mấy tiếng đồng hồ có thể có một thu hoạch lớn như vậy đã rất là hoàn hảo rồi ít nhất so với trước đây sức mạnh của hắn đã tăng lên ba lần phương minh đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm trong khi đang thay đồ lão hoàng ở dưới ban công đột nhiên đứng dậy khác với vẻ lười biếng nằm trên sàn vốn có toàn bộ cơ thể đứng thẳng ngay cả đuôi cũng dựng đứng dưới ánh trăng mắt của lão hoàng bỗng toát lên một màu xanh, đôi mắt nhìn chăm chăm về một hướng bên ngoài. Ở đâu đó, mờ hồ có một vài thân ảnh đi bộ dưới ánh trăng. Thậm chí còn không có người bảo vệ, đúng là tên nhóc vắt mũi chưa sạch. Đúng vậy, hai cái bóng đó là Hồ Xuân và trợ lý của Lương Cảnh Thiên. Chỗ ở của Phương Minh mấy ngày trước, Lương Cảnh Thiên đã cho người điều tra, Hôm nay trợ lý của hắn lại đưa Hồ Xuân đến. Phương Minh hắn làm sao mà so được với Hồ Đại Sư? Hồ Đại Sư đã ra tay thì hắn chỉ có nước thề thảm. Tôi thật sự mong đợi Đại Sư chiến thắng quay về. Trương Khải nét mặt nịnh hót. Đương nhiên, Chủ tịch hy vọng Đại Sư có thể xử lý sạch sẽ, không để lại dấu vết thì càng tốt. Lão phu ta làm việc, nhất định không có để lại manh mối. Hồ Xuân nét mặt kiêu ngạo, bình thường đối với một tên nhóc vắt mũi chưa sạch không biết kinh nghiệm giang hồ là gì. Đối mặt với một người dày dặn kinh nghiệm như Hồ Xuân, nhất định phải có phòng vệ. Bình thường ở hàng ổ cư trú, luôn có mấy tầng sâu độc bảo vệ. Một khi ai đó đột nhập, những con sâu này sẽ báo tin cho sâu chú, nhắc cho lão biết có người đột nhập. Bức tường của căn biệt thự này không cao, nhưng Hồ Xuân muốn đột nhập vào không phải là chuyện dễ sau khi xuống hắn liền bị một con chó tấn công ngã xuống bãi cỏ con chó chết tiệt bức tường quá cao làm tao một phen vật lộn một hồi nhất định quay lại giết mày khuôn mặt của hồ xuân tức giận bước vào đại sảnh của biệt thự mà không dùng thuật che đi thân ảnh vì hắn vốn tự tin với thực lực của mình vì vậy hồ xuân không phát hiện ra có một con chó già màu vàng đang nấp trong bãi cỏ và một đôi mắt màu xanh lam đang nhìn hắn chăm chăm. Đã khuy rồi, lại đột nhập vào trong nhà người khác là phạm pháp đó. Tuy nhiên, ngay khi Hồ Xuân đi vào chỉ còn cách đại sảnh 10 bước, đã thấy Phương Minh từ trong đi ra. Khuôn mặt Phương Minh mỉm cười nhìn Hồ Xuân. Người đã xuất hiện trên tường. Thực tế, khi Hồ Xuân nhảy vào trong biệt thự, hắn đã nhìn thấy lão ta. Vị lão hoàng đã cảnh báo cho hắn khi Hồ Xuân đang dò xét bên ngoài biệt thự, Lão Hoàng đã phát hiện ra Hồ Xuân. Nó chạy lên tầng 2 và bảo Phương Minh, sau đó trở lại sân để phục kích. Phương Minh đã không thiết lập phòng vệ là bởi vì hắn vô cùng tin tưởng vào Lão Hoàng. Lão Hoàng là một con chó thông minh, vô cùng nhạy bén với tất cả mọi thứ. Nhìn thấy Phương Minh, khuôn mặt của Hồ Xuân không ngạc nhiên. Vì lúc này lão ta cũng đã nhìn thấy Đèn phòng tầng 2 vẫn còn sáng Tin rằng Phương Minh vẫn chưa ngủ Phạm pháp sao? Hồ Xuân cười to Lão ta đã làm rất nhiều thứ còn hơn phạm pháp Chưa kể đến những thứ khác Số người chết trong tay của lão cũng hơn 10 người Tên nhóc, nói đi Mày đến từ môn phái nào? Tuy rằng mày đã đắc tội với người không nên đắc tội Nhưng nếu sư phụ của mày và tao có quen biết Tao sẽ ở giữa nó giúp cho mày vài câu Hồ Xuân mở miệng, ngoài nói thì nghe rất êm tai, nhưng thật ra có tính toán. Nếu là lịch môn phái của Phương Minh không nhỏ, thì sẽ dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ sau khi giết để tránh tìm thấy manh mối. Còn nếu là lịch chẳng ra gì, thì cứ giết quách là xong. Sư phụ của tôi ư. Phương Minh dường như mỉm cười nhìn Hồ Xuân. Từ cơ thể của Hồ Xuân hắn cảm thấy một mùi hôi thối. Mùi này không lạ với hắn. Khi hắn theo sư phụ đến Nam Cương có biết đến mùi trên người của lão này chính là của người tu luyện trùng độc. Sư phụ của tôi, ông còn không xứng đáng để được biết. Nhưng mà tôi thật sự tò mò là ai sai ông tới đây. Nhưng mà người ở Thượng Hải tôi đắc tội chỉ có một thôi. À, vậy ông chính là người của Lương Gia. Kỳ thật, lúc trước người của sở cứu hỏa đến gây rắc rối. Phương Minh trong lòng đã đoán được, hắn ở Thượng Hải này chỉ gây thù chút oán với Lương Gia. Dù sao thì lương hạo cũng bị hắn vạch trần Phương Minh nghĩ rằng Lương gia trước đây chỉ sử dụng tiền Hoặc quyền lực để tự giải quyết mọi việc Thật không ngờ Lương gia còn qua lại với người khu trùng này Tên nhóc như mày Cũng có chút thực lực Nhưng lại dùng để hại người thường Lão phù ta đâu biết trước Sẽ không ngồi yên đến tận bây giờ Hôm nay tao đến để thay trời hành đạo Nghe Hồ Xuân nói như vậy Phương Minh đã chắc chắn mười phần Đã chính là người của lương gia hại người thường sao? Câu này sợ rằng ông không có đủ tư cách để nói với tôi. Đối với khu trùng chi nhân, Phương Minh cũng có biết. Thuật khu trùng nói chung được chia làm hai loại. Một là tự thân vi cổ, tự lấy thân mình làm vật dẫn để bồi dưỡng cổ trùng, mượn cổ trùng không chế những con trùng khác. Đây có thể nói là tu luyện chính đạo. Cổ trùng và người hợp làm một thể, giống như tế ti Nam Cương phần lớn đều là tu luyện như vậy nhưng còn một loại thuật khu trùng khác gọi là tà đạo cũng là bồi dưỡng cổ trùng nhưng là dùng cơ thể của những người khác đây là loại cổ trùng khác đem cổ trùng này nhập vào cơ thể của người khác hút hết máu người cuối cùng cổ trùng phá thể cũng là lúc người bị dùng làm vật dẫn phải tử vong hơn nữa loại cổ trùng này không phải bồi dưỡng một lần là thành công để tăng cường sức mạnh cổ trùng sẽ cần rất là nhiều vật dẫn sinh mệnh có thể khu trùng sư chính là giết người không ghê tay. Khu trùng sư tà đạo này, cho dù ở Nam Cương là bị cấm, nhưng trên đời có dương còn có âm. Loại thuật tà đạo này bởi vì tu luyện rất nhanh, nên vốn dĩ cũng có kẻ âm thầm tu luyện. Thằng nhóc con không biết trời cao đất dạy, dám chỉ trích lão phu như vậy sao? Lần này tao đến, mày sẽ tan xương nát thịt ra. Hồ Xuân bị lời nói của Phương Minh làm cho tức giận. Chỉ là một tên nhóc con thay vì trước mặt của hắn, đáng ra phải sợ hãi kính nể, thì Phương Minh tỏ thái độ khinh thường. Hồ Xuân nâng tay áo trái lên, lập tức năm con ong độc màu đen bay ra, bay thẳng về Phương Minh. Khu trùng tử thuật, màu tấn công. Phương Minh nở nụ cười mỉ mai, tay phải bấm, niệm thần chú. Hai tay ngưng kiếm chỉ lăng không vẽ một cái phù chú. Chuyển. Âm thanh vàng, năm con độc phong lập tức đứng im sau đó quay đầu hướng về hồ xuân mà bay tới mày là thầy phù chú hay sao hồ xuân khuôn mặt ngạc nhiên thầy phù chú trong huyền học vô cùng đặc biệt hàng ngàn năm trước có nghe nhắc tới có một vài vị đại sư phù chú còn có thể dẫn động cửu thiên thần lôi thật sự rất là lợi hại <laughs> cho dù mày có là thầy phù chú thì sao chứ xã hội hiện đại mấy thứ phù chú sớm đã thất truyền rồi phù chú nhất phái đã điêu linh hơn nữa mày làm gì có khả năng thi triển phù chú tao phải sợ mày hay sao lão già ông chỉ biết đánh võ mồm thôi ừ hồ xuân bị lời nói của phương minh làm cho tức điên sau đó không chút do dự cánh tay phải chém ra ngay lập tức xuất hiện con di độc trùng giống y con côn trùng của lương hạo lần trước bay lơ lửng trước mặt thằng nhóc tao sẽ không để cho mày chết dễ dàng như vậy đâu ta muốn biến mày thành vật dẫn thánh trùng của tao, sau đó dần dần hút máu. Khoảnh khắc khi con côn trùng quái dị xuất hiện này, trong mắt của Phương Minh co rút, hắn đã nhận ra la lịch của con côn trùng này. Là cổ trùng câu não phệ tuỷ. <laughs> Không ngờ, một thằng nhóc như mày tuổi còn nhỏ là có kiến thức sâu rộng đến như vậy. Có thể biết được tên của thánh trùng nhưng mà nếu mày biết tên của nó, thì hẳn cũng biết kết cục của bản thân mày rồi, đúng chứ? Hồ Xuân cười lạnh lẽo, mà đôi mắt của con cùng trùng cũng phát ra ánh sáng màu xanh lè. Hai cánh màu hồng không ngừng vỗ, khiến Phương Minh dù đang đứng cách 10 mét cũng cảm nhận vẻ âm tà. Cổ trùng câu não về tủy lúc Phương Minh theo sư phụ tới Nam Cương cũng đã được nhìn thấy một lần trên tay một tế ti. Lúc đó vị tế ti này vừa giết chết một tên trùng sư tà đạo. Mà loại cổ trùng mà tên tà đạo bồi dưỡng đúng là cổ trùng câu não phệ tuỷ. Loại cổ trùng này khi còn bé thì hút hết não tủy của đồng bọn. Nếu như có thể may mắn sống sót, sẽ bắt đầu hút não tủy của người khác. Sau khi được một tuổi, sẽ hút não tủy của chim sẻ. Được 10 tuổi thì có thể hút được não tủy của một con trâu trưởng thành. Muốn biết được độ tuổi của cổ trùng cầu não phệ tủy này cũng rất là đơn giản. Chỉ cần nhìn số móng vuốt trên chân nó. Nếu có một móng vuốt thì chính là 10 năm. Hai móng vuốt là 20 năm. Ba cái chính là đại biểu cho 30 mạng người. Bởi vì cổ trùng cầu não phệ tủy này có một khuyết điểm lớn. Đó chính là chỉ có thể sống được 20 năm. Những năm sau, nếu muốn nuôi dưỡng tính mệnh của nó thì nhất định phải cho nó hút não tủy của người sống. Mà một năm nhất định phải hút ba lần mới có thể giữ mạng. Nó có ba móng đại biểu cho nó đã sống được 30 năm. Mà 30 năm này có ý nghĩa trong 10 năm kéo dài tuổi họ, mỗi năm ít nhất đã hút ba mạng người. Trong tất cả các loại cổ trùng ở Nam Cương, cổ trùng câu não về tủy này không phải là mạnh nhất. Nhưng đều nói về mặt hung tàn độc ác, thì nó tuyệt đối phải xếp vào top 10. Vì vậy, những tế ti ở Nam Cương được phát hiện ra người nuôi loại cổ trùng này nhất định sẽ giết chết không tha. Không chỉ là vì sự tà ác của cổ trùng câu não về tủy, quan trọng là mỗi lần con cổ trùng này hút não người, thực lực sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Nếu nó mà có tới 5 bóng vuốt, thì những tế ti bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Mà con cổ trùng câu não về tủy này Hiện nay có ba móng trên chân, chứng tỏ ít nhất Hồ Xuân đã giết chết 30 người. Đi đi, bảo bối à, hút não tủy của nó đi. Ta muốn nhìn thấy nó chết đi. Hồ Xuân cười tàn nhẫn. Lão ta có lòng tin rất lớn đối với cổ trùng này. Thực lực của cổ trùng câu não phệ tủy này vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ bởi tốc độ, mà còn bởi vì trên chân nó có một loại virus. Chỉ cần bị nó đâm trúng, thì đừng mong có thể cử động được nếu như hôm nay mình không gặp được kỳ ngộ kia sợ rằng vừa nhìn thấy cổ trùng này đã bỏ trốn mất dạng rồi <laughs> nhưng mà hiện nay phương minh nheo nheo mắt nhìn con cổ trùng câu não phệ tủy đang bay vung vút tới trước mặt mình đôi vút của nó lộ ra ánh sáng lạnh lẽo nó còn chưa đến gần phương minh đã cảm giác lạnh lẽo không nhìn được cả người có chút hoảng hốt đây chính là bản lĩnh của loài cổ trùng này không chỉ con móng vuốt của nó có chứa virus khiến thân thể người ta cứng đờ mà khi nó bay tới tốc độ nhanh như vậy hai cánh của nó không ngừng rung rung tạo ra một loại tần suất khiến con mồi của nó không giữ vững được tâm thần nếu là người bình thường nghe thấy âm thanh này đã sớm đứng ngốc trệ ra rồi nhưng phần mình hắn không phải là người thường hắn không chỉ là một vô sư mà còn là nhị tinh vô sư dùng vô tên định vừa hét xong chữ định tay phải của phương minh cũng giơ lên trên đầu ngón tay có ánh sáng màu xanh lưu chuyển vẽ ra một cái phù chú trên không trung trong không trung xuất hiện một phù văn phức tạp màu xanh bay về hướng cổ trùng phù văn màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất nhưng cổ trùng giờ phút này lại như gặp phải vật diệt cản trở không ngừng đập cánh muốn bay tới trước mặt phương minh nhưng dù có cố gắng ra sao cũng không thể nào vượt qua chướng ngại vật. Cổ trùng độc ác tới mức này. Hôm nay, nếu như đã chủ động chui vào rọ rồi, làm sao ta có thể bỏ qua? Hai mắt của Phương Minh hiện ra một tia sắc ý. Tuy hắn chưa từng nhìn thấy cách cổ trùng câu não phệ tủy giết người, nhưng cũng đã được nghe từ người tế ti kia. Loại cổ trùng ta ác này nếu không giết chết thật sự, thì sẽ là một hậu hoạn vô cùng. Vừa hay, cho mày thử nghiệm uy lực của Thái Dương Quang Huy. Tại vùng đan điền, tinh huy chi châu màu vàng nửa mềm nửa cứng xoay tròn một chút. Một vòng vô lực màu vàng truyền tới từ lòng bàn tay của Phương Minh. Đốt. Một ngọn lửa nóng bỏng đột nhiên xuất hiện trên sân. Ngọn lửa nóng bỏng tới mức khiến cho khuôn mặt của Hồ Xuân đỏ bừng, mà con cổ trùng câu nã về tủy trước mặt hắn dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, muốn vỗ cánh bay về bên trái sợ dĩ con cổ trùng này không bay ngược về hồ xuân bởi vì nó được lão ta dùng não tủy của người khác nuôi dưỡng vì vậy cũng chẳng có bao nhiêu trung thành với lão quan hệ giữa hai bên chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau thôi hiện tại con cổ trùng này cảm nhận được có thứ uy hiếp tới tính mệnh của nó đương nhiên chỉ một lòng muốn bỏ trốn lửa chính là khắc tinh lớn nhất của bọn cổ trùng muốn đi sao trên mặt của Phương Minh hiện ra một tia vội vàng. Tốc độ của loại cổ trùng này thật sự quá nhanh. Nếu nó quyết tâm muốn bỏ trốn, thì chưa chắc hắn đã có thể đuổi kịp. Hướng chi, nơi này chính là Thượng Hải, là nơi dân cư đông đúc. Nếu để cho con cổ trùng ác độc này chạy thoát ra ngoài, thật sự là hậu hoạn vô cùng. Ngay lúc này, Phương Minh đang sốt ruột, thì một cái bóng màu vàng nhảy ra khỏi bụi cỏ, giống như một con báo theo dõi con mồi từ lâu trong chớp mắt bay vọt tới trước mặt cổ trùng. Trong chớp mắt, bay vọt tới trước mặt của cổ trùng cầu não phệ tủy, tu người trực tiếp nuốt sống con cổ trùng vào trong miệng. Cực nhanh, hùng ác và chuẩn xác. Lão Hoàng Phương Minh sững sờ nhìn thân ảnh kia. Sau khi nhìn thấy Lão Hoàng rồm rốt rồm rốt vài cái trực tiếp nhai nuốt sống con cổ trùng cầu não phệ tủy. Trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vô cùng. Lão hoàng này thật sự cái gì cũng dám ăn, không hề có chút kén chọn nào. Điều này, điều này sao có thể chứ? Hồ Xuân trừng lớn hai mắt, ác chủ bài của lão ta chính là con cổ trùng này, nhờ nó mà lão ta có thể trở thành một trùng sư vô cùng lợi hại. 20 năm trước, nhờ có cơ duyên xảo hợp mà lão tìm thấy một quyển bút ký do một vị khu trùng sư của Nam Cương để lại. Trong này có rất nhiều ghi chép về cổ trùng câu não về tủy. Vì vậy, lão ta mất ba năm rồng mới tìm được một con cổ trùng câu não về tủy này. Sau đó, bắt đầu bồi dưỡng theo phương pháp đã được ghi chép trong quyển bút ký. Không gì là không thể, những vật âm tà rồi sẽ bị chính đạo giết chết. Bây giờ thì tới lượt lão. Phương Minh nhìn chăm chăm hồ xuân, mà lão Hoàng cũng đang chậm chậm đi tới gần lão ta nhè răng gầm gừ khiến cho lão rét trung đây đây là giống gì hồ xuân nhìn chăm chăm lão hoàng lão ta không thể nào tin tưởng con cổ trùng mà lão cố gắng nuôi dưỡng bấy lâu nay không ngờ bị một con chó ăn mất lão càng muốn nghĩ rằng đây là một loại động vật vô cùng lợi hại chỉ là có bộ dáng hơi giống chó mà thôi là thần thú đệ nhất hoa hạ chó nông thôn trung quốc chó nông thôn Trung Quốc. Mà giờ phút này, đầu chó của Lão Hoàng cũng ngẩng cao lên, khinh thường liếc mắt nhìn Hồ Xuân. Lúc đầu thấy Phương Minh nói chuyện, Lão còn nghiêm túc lắng nghe. Không ngờ hắn phun ra nằm chữ chó nông thôn Trung Quốc, khiến cho Lão, Lão đảo suýt nữa thì tức tới phun máu. Khinh người quá đáng, Lão Phù liều mạng với ngươi. Áo choàng trên người của Hồ Xuân lắc lư, từ bên trong bay ra mười mấy đầu độc trùng như rết. Cũng lúc này còn có một vài con ong độc bay ra. Một tiếng gào thét của lão hoàng khiến lũ trùng độc này rơi hết xuống đất. Mà những con ong độc kia cũng chỉ hơi kích động vỗ vỗ cánh, không dám bay tiếp. Lão hoàng thật là cự. Phương Minh ngạc nhiên nhìn cảnh tượng ngay trước mắt. Mặc dù hắn biết lão hoàng khi còn ở nông thôn cũng là lão đại. Không có con chó nào dám không nghe theo nó. Nhưng mà không ngờ, ngay cả mấy con trùng độc này cũng sợ hãi lão hoàng như vậy bọn mày mau tiến lên cho tao hồ xuân sốt ruột bàn tay vội tới những con ong độc chỉ là ngay sau đó lão lại hét lên một tiếng đau đớn không ngờ những con ong độc này vậy mà quay qua cắn ngược lão ta đây chính là phản vệ mà sư phụ từng nhắc tới sao hai mắt của phương minh sáng lên thuật khu trùng chia ra làm hai đạo chính đạo yêu cầu lấy thân dưỡng cổ người cổ hợp nhất tình cảm giữ đôi bên là vô cùng thân thiết tuyệt đối không thể nào xuất hiện tình cảnh phản vệ. Bọn họ sẽ luôn cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu cho tới chết. Chỉ có loại tà thuật này, bồi dưỡng cổ trùng mới khiến cho nó không có chút lòng trung thành. Gặp được nguy hiểm chắc chắn sẽ thân ai nấy lo, thậm chí còn phản vệ quay ngược ra cắn chủ. Sợ dĩ tên Hồ Xuân này có thể không chế lũ độc trùng với ông độc, cũng là nhờ có sự uy hiếp của cổ trùng câu não về tủy. Hiện nay, cổ trùng câu nã phệ tủy đã bị lão hoàng ăn mất. Trong nhận thức của lũ ông độc, lão hoàng càng ghê gớm hơn con cổ trùng kia nhiều, tự nhiên là không dám có bất kỳ cử động gì. Độc tính của bọn ông độc rất là mạnh, tất cả đều do Hồ Xuân cố ý bồi dưỡng mà ra. Chỉ trong chớp mắt này, chỗ bị ông chích đã sưng lớn, đồng thời chuyển sang màu đen. Lại qua thêm mấy giây, cả cánh tay của hắn cũng biến thành màu đen thui. Hồ Xuân lúng cuốn tay chân, dùng cánh tay còn lành lặng, mắc một bình thuốc trong lồng ngực ra. Nhưng khoảnh khắc khi lão định bôi thuốc, đã bị một đạp của Phương Minh cản trở. Hồ Xuân té ngã, bốn chân dơ lên trời, mà quan trọng nhất là chỗ bột phấn trong bình cũng đổ hết ra đất. Thuốc giải của ta! Cho dù nó đã bị đổ, lão ta vẫn lồm cồn bò qua bãi cỏ. Nhưng đúng lúc này, lại có một bàn chân đạp lên ngực của lão, khiến cho lão không cách nào nhúc nhích. Thằng đáng chết kia, mau thả tao ra. Đã sắp chết tới nơi rồi, còn không biết tự biết thân biết phận hay sao. Phương Minh cười lạnh, ánh trăng chiếu rõ sắc ý trong mắt của Phương Minh. Mà sau khi Hồ Xuân nghe câu này của hắn, rốt cuộc cũng nhận ra tình cảnh quẩn bách của bản thân hắn. Chuyện này, Phương, à, cậu Phương, cậu xin cậu bỏ qua cho tôi. Tôi và cậu vốn dĩ không thụ không oán. Người muốn hại cậu thật sự là Lương Cảnh Thiên. Oan có đầu, nợ có chủ. Xin cậu hãy tha cho tôi lần này. Tôi thề từ nay về sau, sẽ không bao giờ dám xuất hiện trước mặt cậu đâu. Hồ Xuân đau khổ cầu xin, nhưng Phương Minh chẳng hề mảy may quan tâm. Mặc dù kẻ chủ mưu sau màn không phải là Hồ Xuân, nhưng chỉ riêng chuyện ông ta nuôi dưỡng tà vật như cổ trùng câu não về tủy cũng đủ khiến cho lão ta chết một trăm lần cũng chưa hết tội những người bị lão hại chết cũng từng cầu xin lão như vậy. Nhưng lão có bỏ qua cho người ta sao? Hồ Xuân nghe thì ngẩn người, rất nhanh hiểu ý của Phương Minh. Lần này chắc chắn Phương Minh sẽ không bỏ qua cho lão. Một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch. Nếu như mày dám giết tao, dù tao có thành quỷ cũng không bỏ qua cho mày đâu. Bà sư huynh của tao cũng sẽ báo thù cho tao. Tới lúc đó, không chỉ có một mình mày chết, mà cả nhà của mày cũng phải chết theo." Cầu khẩn vô dụng, Hồ Xuân chuyển sang uy hiếp. "Nếu tôi có thể giết lão, thì cũng có thể giết chết sự hình của lão." Phương Minh cười lạnh, loại người gian trá hiểm ác như Hồ Xuân tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu không, không những lão ta không biết hối cải, mà còn quay ngược lại bày mưu hãm hại người quen của mình. Nhưng mà đương nhiên hắn sẽ không từ tay giết chết lão ta. Dù sao đây cũng là Thượng Hải. Nếu như giết chết lão ta thì nhất định phải có cách hủy thi diệt tích. Hay là để cho lão chết dưới tay độc do lão bồi dưỡng ra đi. Coi như là trừng phạt đúng tội. Độc tính của lũ ông thật sự quá mạnh. Chỉ mới một chút thời gian mà mặt của lão đã tái xanh, miệng xùi bọt mép. Không cần hắn ra tay thì lão cũng chết nhanh thôi. Một người bị ông độc chích chết chết mà tại đó còn tìm thấy xác của mấy con ông. Cho dù là cảnh sát cũng chẳng có cách nào tìm ra đầu mối. Cùng lắm cũng chỉ có thể tìm hiểu nguồn gốc của lũ ông. Bạn xin, bạn xin cậu, cứu, mau cứu tôi. Hồ Xuân đã tới lúc hấp hối, nhưng Phương Minh căn bản không quan tâm tới lão. Lạnh lẽo nhìn thân thể của lão ta co quắp, chết đi trong đau đớn. Không phải là hắn tàn nhẫn, mà dạng người như Hồ Xuân thật sự không thể cứu cứu lão ta rồi, làm sao có thể đối mặt với những oan hồn đã chết dưới tay của lão ta? Có gan giết người, phải có giác ngộ bị người ta giết. Trong lúc Phương Minh đang xử lý thi thể của lão, thì lão Hoàng lại chạy khỏi biệt thự. Không bao lâu, đã có một tiếng hét thảm thiết truyền ra từ bên trong khu rừng. Còn có người sao? Phương Minh nheo mắt đi theo tiếng vang của lão Hoàng. Vừa tới đã nhìn thấy một thanh niên thần sắc kinh hoàng đang ngồi bệt dưới đất mà lão hoàng thì đang hùng dữ nhìn chăm chăm anh ta. Nếu người thanh niên này dám có bất kỳ cử động gì, chắc chắn sẽ bị lão hoàng nhào lên cắn chết. Còn có người đứng trong chừng sao? Trương Khải ngây người nhìn Phương Minh đang đứng trước mặt anh ta. Không phải là hồ đại sư đã đi giải quyết cậu ta rồi sao? Tại sao đại sư còn chưa về mà cậu ta đã đi đến đây rồi? <laughs> sao rồi? Có phải anh cảm thấy tôi không nên xuất hiện tại đây phương minh nhìn trương khải mà trương khải cũng không phải kẻ ngu nghe thấy lời nói của phương minh liền biết chắc chắn hồ đại sư đã thất bại nghĩ tới đây anh ta lại chửi rủa trong lòng đại sư chó má gì chứ tới cả một tên nhóc cũng không giải quyết được thật sự là không đáng tin tôi tôi không hiểu cậu đang nói gì đây là chó của nhà cậu sao à, mau xích nó lại đi tôi đang đi tản bộ đột nhiên suýt nữa bị nó lao tới cắn nếu cậu còn không mang nó về tôi sẽ báo cảnh sát nha tới gồ cổ chó nhà cậu đi cậu có giấy chứng nhận quyền nuôi chó hay không thân thể của lão hoàng không nhỏ ở trong thành phố này hẳn là phải thuộc về chó tầm trung mà muốn nuôi chó cỡ này ở trong thượng hải nhất định phải cần có giấy chứng nhận nuôi chó đương nhiên chỉ cần không phải những loại chó lớn đặc biệt hung mảnh thì thông thường cảnh sát cũng lười khoảng những chuyện này báo cảnh sát sao được thôi thuận tiện để cảnh sát đến nhặt xác của người kia đi. Tới lúc đó cả hai người các ngươi sẽ được mai táng cùng nhau. Phương Minh bình thản, giống như hắn đang nói tới một việc vô cùng bình thường. Nhưng rơi vào trong tay của Trương Khải là giống như giọng nói lạnh lẽo đến từ địa ngục. Cậu, cậu không thể nào giết tôi. Giết người là phạm pháp đó. Anh cảm thấy tôi sẽ quan tâm sao? Phương Minh cười lạnh đáp nếu nếu cậu không giết tôi tôi sẽ nói cho cậu một tin tức một tin tức vô cùng quan trọng đối với cậu trương khải không muốn chết anh ta cố gắng tìm mọi cách dụ dỗ phương minh anh cảm thấy anh có vốn liếng để cùng tôi co kè mặc cả hay sao tôi nói tôi nói người bạn hàng kiều kiều của cậu đã bị lương tổng bắt đi chỉ cần cậu không giết tôi tôi sẽ nói vị trí hiện tại của cô ấy cho cậu nghe sau khi trương khải nói xong những lời này đột nhiên rung lên lại bẫy. Anh ta phát hiện ánh mắt của Phương Minh giờ này đã trở nên rét lạnh từ thấu xương. Kết thúc tập 15 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.